À vâng, xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái chủ đề lần đầu tiên, đấy là work skill, tức là chủ đề làm việc. Thì bài học này là một bài học ngắn để chia sẻ về phương pháp ưu tiên xử lý công việc. Thế thì khi nào thì chúng ta sẽ phải sử dụng đến phương pháp ưu tiên xử lý công việc? Đó là khi mà chúng ta có rất là nhiều việc, đúng không ạ? Các công việc chồng lấn lên nhau, đúng không ạ? Vâng, ai thì sẽ phải xử lý những cái công việc này? Đó là những lúc mà những người mà chúng ta làm thư ký, làm trợ lý, hoặc là chúng ta là giám đốc, là những cái người mà có rất là nhiều công việc ở cái vị trí quản lý hoặc là trưởng phòng vân vân, đúng không ạ? Tại sao thì chúng ta lại phải có cái phương pháp ưu tiên công việc như thế này? Thì đó là vì chúng ta có quá nhiều việc và chúng ta không biết, đôi khi chúng ta không biết là nên ưu tiên công việc nào trước, ưu tiên công việc nào sau, và chúng ta hoàn thành một số công việc rồi nhưng mà vẫn bị sếp mắng hoặc là vẫn không có kết quả tốt hoặc là vẫn không đem lại doanh số về. Vậy thì cái việc mà chúng ta sử dụng cái phương pháp ưu tiên công việc thì chúng ta có thể tạo ra được những kết quả bất ngờ và rất là tốt, và khiến cho cái công việc của mình rất là thuận lợi, đúng không ạ? Và chúng ta đi làm thì chúng ta cũng được sếp khen ngợi rất là nhiều. Và đặc biệt đối với một công ty vừa và nhỏ thì cái việc ưu tiên công việc nó sẽ khiến cho cái doanh số của công ty sẽ tốt hơn rất nhiều. Vậy thì chúng ta sẽ làm như thế nào, đúng không ạ? Đầu tiên thì chúng ta sẽ là cần phải lập danh sách, đúng không ạ? Và cái danh sách này thì chúng ta có thể lập ra theo ngày, theo tuần, theo tháng. Chúng ta có thể viết ra một cái cuốn sổ, hoặc là chúng ta có thể sử dụng phần mềm, hoặc là những cái phần mềm nhắc việc, hoặc là những cái calendar. Ok, chúng ta có thể sử dụng trên điện thoại hoặc trên máy tính đều được. Và chúng ta lập danh sách này theo thứ tự ưu tiên. Nếu như mà chúng ta có thể kiểm soát và tự đánh được cái thứ tự ưu tiên thì chúng ta có thể đưa vào đó. Còn sau này chúng ta sẽ thấy nhiều việc hơn nữa và chúng ta không biết rõ thứ tự ưu tiên thì chúng ta sẽ có công thức, đúng không ạ? Và chúng ta phải ghi kèm các thông tin rất là chi tiết, ví dụ như là thời hạn chót, đúng không ạ? Ai là người phối hợp, rồi thì cần phải làm gì để có thể hoàn thành, lấy cái gì, ví dụ như cần phải lấy hợp đồng, cần phải trình chữ ký, cần phải nộp thuế, cần phải thảo luận vân vân, kiểu như vậy. Thì chúng ta lập danh sách ra bằng những cái cách thức của chúng ta sao cho phù hợp, được chưa ạ? Và thứ hai nữa, đấy là nếu như mà trong quá trình làm việc thì đương nhiên là chúng ta sẽ luôn có cái sự thay đổi, sự thêm bớt, đúng không ạ? Ví dụ một cái việc chúng ta làm xong rồi thì chúng ta phải xóa đi, đúng không ạ? Còn có những cái việc mới thì chúng ta thêm vào, hoặc là chúng ta có thể thay đổi thứ tự. Ví dụ như hôm nay sếp thì cho rằng cái việc này là quan trọng hơn, thế nhưng mà ngày mai nó có một cái việc đột xuất tới thì nó lại quan trọng hơn nữa, thì chúng ta có thể phải thay đổi thứ tự đó, đúng không ạ? Theo các thứ tự ưu tiên. Thế thì thứ tự ưu tiên ở đây thì chúng ta sẽ đánh giá bằng phương pháp nào? Bởi vì tôi đã nói về cái việc thứ tự ưu tiên rất là nhiều. Và cái phương pháp ưu tiên công việc này nó chính là ở cái phần mà tôi nói ở đây. Đấy là chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp đánh giá ưu tiên công việc. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đánh giá theo mức độ quan trọng, thứ hai là chúng ta sẽ đánh giá theo mức độ khẩn cấp, và chúng ta sẽ sử dụng thang đo là từ 1 tới 5 và 1, 2, 3, 4, 5, đúng không ạ? Theo mức độ quan trọng hoặc là theo mức độ khẩn cấp. Sau đó thì chúng ta sẽ tính hiệu suất phép nhân, dùng hệ số mức độ quan trọng nhân với hệ số mức độ khẩn cấp. Thí dụ như là như này thì mức cao nhất là 5 x 5, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ thấy rằng là nếu mà 25 điểm thì đó sẽ là cái việc mà chúng ta cần phải làm ngay lập tức, không cần phải bàn cãi gì nữa cả. Thế còn có những cái việc mà ví dụ nó chỉ được 4 hay là 6 điểm gì đó thì có thể sẽ thấp hơn, thì chúng ta sẽ ưu tiên sau. Cái việc mà chúng ta đưa ra cái thang đo và ma trận quan trọng và khẩn cấp, thậm chí có thêm những cái thông tin khác, tiêu chí khác để đánh giá nữa, thì các bạn sẽ lại dùng các phương pháp phép tính nhân tiếp hoặc là cộng trừ như thế nào đấy cho nó phù hợp, và các bạn sẽ đánh giá ưu tiên cho mình. Các bạn có thể chạy công thức Excel và sau đó nó sẽ tự sắp theo cái thứ tự ưu tiên từ 1 cho tới N để cái công việc của chúng ta sẽ luôn chạy, đúng không ạ? Và trong quá trình làm việc thì nếu như chúng ta gặp khó khăn gì thì chúng ta cần phải xin sự hỗ trợ, chúng ta phải báo cáo, chúng ta phải trao đổi với người lãnh đạo của mình hoặc là cái người cấp trên của mình rằng là chúng ta đang gặp khó khăn như này như kia và đề nghị họ giúp đỡ. Ví dụ như họ xin lùi thời gian, xin thêm tiền hay là xin thêm
người hỗ trợ, vân vân. Đó là cách mà chúng ta sẽ có thể vẫn chậm deadline nhưng mà chúng ta vẫn sẽ không bị phàn nàn đấy, và chúng ta cố gắng hoàn thành tốt cái công việc một cách tốt nhất có thể, đúng không ạ? Và tốt nhất có thể để chúng ta đạt được cái hiệu suất về công việc cũng như là cái khả năng. Bởi vì đôi khi trong công việc thì chúng ta không thể nào mà có được cái sự toàn mỹ cũng như là có được mọi cái sự thuận lợi, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hãy tìm cách để hoàn thành tốt nhất, hiệu quả nhất trong những cái điều kiện khó khăn nhất, chứ không phải là chúng ta đòi hỏi những cái điều kiện còn phức tạp hoặc là còn công ty chưa đáp ứng được. Được chưa ạ? Vâng, thì đấy là cái bài học ngày hôm nay, là tôi chia sẻ một chút cái kinh nghiệm gọi là soft skill, tức là kỹ năng mềm liên quan đến work skill, tức là cái kỹ năng làm việc. Và tôi nghĩ rằng đó là phương pháp ưu tiên công việc để chúng ta hoàn thành các công việc. Ví dụ như tôi là một người mà gặp phải vấn đề đó, đúng không ạ? Tức là tôi có rất là nhiều công việc, vậy thì tôi sẽ phải tự ưu tiên công việc và tự sắp xếp công việc. Kể cả có những cái cuộc hẹn hay là có những cái cuộc gặp khách hàng mà tôi cảm thấy chưa cần thiết, đúng không ạ? Vì có những cái công việc khác quan trọng hơn, đúng không ạ? Thì bắt buộc là chúng ta phải hẹn lùi, hẹn ra xa hoặc là thậm chí là không hẹn. Vâng, thì một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube PA Marketing của chúng tôi. Và nếu có vấn đề nào, có cái gì cần liên hệ thì các bạn có thể liên hệ ở cái phần dưới thông tin ở đây, website PA Marketing, Facebook, Phan Anh Online. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video này. Và xin hẹn lại các anh chị và các bạn trong những cái video nói về soft skill và work skill tiếp theo. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.